Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hai tổ hợp chính và hai đoạn dạo nhạc để thể hiện cái đoạn 3 in lạ ơi trong cái bài liên khúc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhé. À link của bài tập chậm và muối cùng hướng mình cũng đã để dưới phần mô tả, nhấp vào chữ xem thêm là có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn dạo nhạc ở đầu tiên á bao gồm hai câu 12 nhịp chậm và 12 nhịp nhanh. Đang ở tư thế như thế này. Đó Chúng ta sẽ tiếp tục đi 12 nhịp. Như thế này. Đó. Rồi lên như thế này. Rồi như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi 12 nhịp nhanh nữa. Đó, rồi chúng ta bung ra. Đó nha, rồi. Chúng ta đi nhé. Rồi, 12 nhịp chậm trước nhé. Lúc đó chúng ta đưa cái chân trái lên để bung ra như thế này ở tư thế này nè. Rồi, chân phải 1 2 3 4 5 6 7 8 đó. Sau đó tay trái chúng ta đưa ra sau, chân phải lại chồm sang. 9 10 11 12 đó, như thế nha. Chúng ta đi lại ha. Chân trái đưa lên 2 3

11 12 như thế. Chúng ta đi lại. 12 nhịp nhanh ở phía sau nhé. 2 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Chúng ta sẽ đi hết hai câu này luôn với tư thế chân trái đang ở trên. Rồi, tay đang bung như thế này. 2 3 chân phải

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1 bao gồm 4 câu. 3 câu 8 nhanh và 1 câu 6 chậm ha. Rồi, về 3 câu 8 thì rất là dễ. Chúng ta đưa chân như thế này. 3 4 đó, ví dụ như thế, còn tay thì một thế này và một thế này nhé. Nghiêng bên bên phải và nghiêng ở bên trái ở trên. Và hai câu tiếp theo chúng ta sẽ đi tay như thế này thôi. Đó, đó, và chúng ta sẽ đưa xong rồi thì chúng ta sẽ đưa tay về rồi chúng ta đưa tay lên như thế này, ở câu sau cùng nha. Rồi. Chúng ta tập nhé. Về chân thì như thế này nè, 1 2 3 4, đó, như thế. Còn về tay thì 1 2 ra nghiêng bên bên phải rồi 3 4 lại nghiêng ở bên bên trái, đó nha. Chúng ta tập luôn nhé. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Đó Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi hai câu nữa 8 nhịp còn lại Cũng rất là dễ nhé Chúng ta đi câu này thêm nè 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Chân phải 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 đó ba câu 8 xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái à chân phải và tay phải của mình đối ngược với nhau. 4 2 3 4 rồi, đưa tay nè. 5 6 như thế nha. Câu này thì ở chỗ cái này là khó thôi. Ha, chúng ta đi lại cái câu số 6 nhịp, câu số 4 nha. Rồi. Tay chúng ta sẽ đang như thế này, đúng không? Rồi, chân phải, tay phải. 4 2 3 4 5 sáu đó như thế nha rồi bây giờ chúng ta sẽ nối hết bốn câu này thành tổ hợp số một luôn nha rồi tay đang như thế này rồi chân phải một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2 bao gồm 3 câu 8 8 10. Tổ hợp số 2 mà chúng ta nhảy lần thứ 2 đó thì à, cái ở sâu cùng á chúng ta chỉ nhảy đến 9 rồi cộng thêm cái đoạn chậm chậm ở sâu nữa là 7 nhịp. Á. Là chúng ta nhảy thêm cái câu số 3 là 16 nhịp nha. Tiếng nữa chúng ta sẽ tập nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi 8, 8, 10 ha. À, về động tác thì như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi... Hai con như thế, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó nha rồi. Chúng ta sẽ tập. Đầu tiên chúng ta đi hai câu 8 trước nè. Tay thì thấp rồi cao, rồi bỏ qua cao lên đó nha. 2 3 1 2 3 4 tiếp tục 5 6 7 8 tiếp tục 2 2 3 4 5 6 7 8 như thế Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp nè 3 2 3 4 Rồi, thả chân xuống nè 5 6 7 Bỏ tay nữa 8 9 10 Đó, như thế nha Chúng ta tập lại câu số 3 nhé Chúng ta đang ở với tư thế là như thế này. Đó. Rồi chúng ta tập câu số 3 nè. 3 2 3 4 Rồi 5 6 7 8 9 10 Đó như thế nha Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp hết ba câu này lại thành câu hợp số 2 luôn nhé Rồi 2 3

chín mười rồi bây giờ chúng ta sẽ tập luôn cái tổ hợp số hai mà chúng ta thể hiện lần thứ hai và kết thúc bài luôn ấy để chúng ta khớp vô luôn ha còn cái đoạn dàn nhạc, nhạc ở giữa thì mình sẽ tập ở sau tí xíu nữa nha rồi hai um, câu đầu á, thì giống nhau rồi đúng không rồi câu số 3 cũng giống vậy luôn nhưng mà chúng ta chỉ đi có chín nhịp thôi chín nhịp là chúng ta đã bỏ tay như thế này rồi Chứ còn ở bên kia thì 9 rồi 10 đúng không? Nhưng mà cái lần hai chúng ta 9 là chúng ta bỏ luôn cả tay thế này luôn. Xong sau đó thì chúng ta mới bắt đầu đi tiếp là 10, 11, 12, 13. Chúng ta đi một vòng sang cái tròn tới trước. 14, 15, lật tay, 16. Đó, như thế nha. Rồi chúng ta tập cái câu ở sau cùng nhé để chúng ta làm cho dễ. Rồi với tư thế là chúng ta đang đi như thế này ở hai câu 8 lên rồi. Rồi chúng ta đi câu 3 cuối nha. Rồi. 3 2 3 4 5 6 7 8 9 như thế tiếp tục nè. 10 11 12 13 chúng ta bung tay ra, đồng thời đưa cái chân trái ra phía sau. 12 13 đó, 13 là như thế này. Sau đó chúng ta sẽ xoay một vòng tròn sang trái tới trước luôn, xoay một vòng tròn theo nhạc. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục 14 15 chúng ta lật tay đây nè. 15 16 đó, như vậy nha. Chúng ta đi lại Với tư thế như thế này. 2, 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quay một vòng tròn phía trước. 14, 15. 15 16. Đó, như thế nha. Chúng ta càng nhìn lên cao thì càng đẹp nhé. Nhìn vừa vừa cũng được, nhưng đừng có nhìn tới trước hoặc là nhìn thấp quá thì có sẽ không đẹp nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập hết cái tổ hợp số 2, chúng ta thực hiện lần 2 luôn ha. Rồi. Với tư thế là tay trái đang ở trên nè. Rồi, 2 3 1 2 3 4.

14 15 16 Đó, như thế nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đoạn dạo nhạc ở giữa nha. Cái đoạn dạo nhạc đó bao gồm bốn con rưỡi nhạc 8 Ừ như thế này. 2 3 1 2 3 4 Sau đó chúng ta sẽ quay 5 6 7 8 đó và chúng ta cứ như thế đi vòng tròn ha một hai ba bốn thì ở một bên năm sáu bảy tám thì lại ở một bên một bên khác nha rồi chúng ta tập nha chúng ta vòng tròn á ha rồi rồi chúng ta sẽ tập nè về chân á thì như thế này một hai ba bốn như thế còn về tay á thì chúng ta sẽ một hai ở bên phải rồi ba bốn ở bên trái sau đó Chúng ta lại tiếp tục quay sang phải. 5 6 7 8 đó, như thế, chúng ta đi mẫu đi ha. 2 3 1 2 3 4 quay 5 6 7 8 đó, như thế. Sau đó chúng ta tiếp tục đi tiếp. Đó nha, rồi, chúng ta tập luôn nhé. 2 3

7, 8 chân phải, 5, 2, 3, 4. Đó, như vậy. Rồi, cảm ơn cả nhà mình.